30 câu toán, 20 câu tiếng Việt, 20 câu tiếng Anh là 70 câu, 10 câu địa lý là 80 câu, 10 câu lịch sử, 90 câu rồi đúng không nào? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đã quay lại với channel của mình. Mình là Biên Ngọc Hoa đây và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn học gì để thi đánh giá năng lực và học như thế nào. Phần 2. Nếu các bạn chưa xem qua phần 1 thì mình cực kỳ khuyến khích các bạn hãy xem nó, bởi vì video đó là nền tảng cũng như nó sẽ liên quan mật thiết đến video này. Vì thế, hãy đừng ngần ngại xem video thứ nhất của mình nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn. Trong phần thứ hai này mình sẽ chia sẻ nốt 5 môn còn lại, sắp xếp thứ tự ưu tiên của những môn đó cũng như là bí quyết các bạn có thể ôn thi hiệu quả nhất của 5 môn này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? À quên, mình còn có một bonus tip ở cuối video đấy. Vì thế, hãy theo dõi mình đến hết video nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Enjoy thôi. Với những bạn nào mới thấy mình lần đầu thì mình là một YouTuber mới toanh luôn. Và mình tạo kênh YouTube này để chia sẻ kinh nghiệm học tập cũng như là thi cử của những năm qua. Xếp hạng ưu tiên thứ tư đó chính là môn sử dụng Atlas. Ấy quên, môn địa. Ở cái môn địa này, cái mà bạn cần chú trọng đó chính là học cách sử dụng và khai thác Atlas triệt để nhất có thể. Mình biết là các bạn đã tập sử dụng Atlas từ năm lớp 7 tới bây giờ, nhưng mà tuy nhiên mình khá là chắc nhiều bạn ngoài đó vẫn chưa biết cách khai thác Atlas hết công dụng của nó đâu. Và mình là một trong những người như vậy. Tuy nhiên mình rất là may mắn được ông thầy dạy địa lớp 12 hướng dẫn lại cách sử dụng Atlas sao cho hiệu quả nhất có thể. Mình xin được truyền đạt lại với các bạn nội dung này vào video khác nhé. Trong video này mình chỉ nói là các bạn cần phải khai thác được gì trong cái Atlas của mình thôi. Với quyển Atlas, các bạn cần phải xác định được những cái như sau. Ví dụ như xác định được vị trí của các vùng miền, các vùng kinh tế, vị trí của các con sông, cũng như là thời tiết và vị trí địa lý của một cái thành phố nào đó. Các bạn cũng phải xem được là tại cái điểm đó độ cao bao nhiêu, chịu ảnh hưởng của gió gì, cũng như là lượng mưa cao thấp theo từng tháng như thế nào và độ ẩm nơi đó là bao nhiêu. Nói chung là khi mà các bạn học được cách khai thác Atlas triệt để thì các bạn sẽ giải thích được các hiện tượng tự nhiên chỉ dựa vào quyển Atlas thôi. Tin mình đi, khi mà các bạn đã đến được mức độ này, không có câu hỏi về địa lý nào trong kỳ thi đánh giá năng lực có thể làm khó bạn hết. Lý do mình nói như vậy là bởi vì trong kỳ thi đánh giá năng lực, các câu hỏi về địa lý chủ yếu đánh giá xem là các bạn biết khai thác Atlas như thế nào, các bạn biết sử dụng nó như thế nào và hiệu quả không thôi. Đó là mục đích của kỳ thi đánh giá năng lực. Trong kỳ thi đánh giá năng lực của mình thì hầu hết tất cả các câu hỏi đều nằm trong Atlas. Nó nằm ở đó và chỉ đợi bạn nhìn thấy và lấy ra làm đáp án thôi. Có lẽ các bạn chưa tin điều này, nhưng nó là sự thật. Và như người thầy dạy địa của mình đã nói, Atlas chính là công cụ để phao bài hợp pháp. Wow, tại sao mình lại không sử dụng nó một cách hợp pháp để tăng điểm số của mình lên, đúng không nào? Mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và cái môn ưu tiên số 5 đó chính là, bạn thích môn nào thì bạn chọn môn đó. Tất nhiên là ngoài những môn mà mình đã kể ở thứ tự ưu tiên trên, thì bạn thích môn nào, bạn giỏi môn nào thì bạn chọn nó vào môn ưu tiên số 5 này. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì theo mình nghĩ, đại đa số học sinh như chúng mình thì sẽ không giỏi hết đều tất cả các môn từ văn, sử, địa đến toán, lý, hóa rồi, đúng không? Những môn mà ưu tiên từ số 4 trở lên, đó là những môn các bạn cần phải học để lấy điểm cao nhất có thể. Còn từ môn số 5 trở xuống thì bạn thích môn nào bạn học môn đó. Một lý do nữa đó chính là những cái môn mà các bạn không giỏi, các bạn không thích thì đa phần là các bạn phải lùi những câu đó. Đơn cử như những đứa mà thi khối A1 như mình thì sẽ không giỏi hóa và sinh. Theo mình quan sát được, cái đặc thù của môn hóa và môn sinh là các câu hỏi nó
rất là khó và nó ở trên trời dưới đất luôn á mọi người. Vì thế hãy ưu tiên môn nào mà bạn giỏi và môn nào bạn thích để ôn nó trước. Còn những môn nào mà bạn không thích, bạn không giỏi thì bạn có thể để cuối cùng. Các bạn chỉ nên tham khảo tài liệu về những cái môn các bạn không thích thôi. Những cái môn nào mà ưu tiên càng thấp thì các bạn chỉ nên đặt ở mức là tham khảo thôi. Bởi vì như mình nói đó, những môn đó nó rất là khó luôn mọi người. Hầu như là các bạn phải lụt. Nếu mà nhìn lại thì để đạt được 900 cộng là chúng ta chỉ cần làm được trên 90 câu thôi, đúng không nào? Và chúng ta hãy tính lại xem qua 4 cái ưu tiên đầu tiên chúng ta đã được bao nhiêu câu rồi nhé. Đầu tiên là 30 câu toán, 20 câu tiếng Anh, 20 câu tiếng Việt là 70 câu, 10 câu địa lý. À, và mình quên nói với các bạn, môn lịch sử cực kỳ dễ luôn. Mình không đặt lịch sử vào cái môn ưu tiên. Bởi vì thứ nhất, trong kỳ thi đánh giá năng lực, họ không hỏi ngày tháng năm sinh, họ không hỏi các sự kiện xảy ra. Và đơn thuần môn lịch sử là đề sẽ cho bạn một đoạn văn và bạn đọc hiểu, bạn trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đó thôi. Vì thế nó hoàn toàn dễ. Mình không liệt kê vô những cái môn mà các bạn cần phải ôn nha. Môn lịch sử theo mình đánh giá là môn duy nhất mà bạn không cần phải học, không cần phải ôn vào nó mà vẫn lấy trọn vẹn được số điểm của cái môn đó. Các bạn hãy cùng mình tính lại nhé. 30 câu toán, 20 câu tiếng Việt, 20 câu tiếng Anh là 70 câu, 10 câu địa lý là 80 câu, 10 câu lịch sử 90 câu rồi, đúng không nào? Chẳng lẽ những cái môn còn lại các bạn lụi không dính câu nào? Hay là các bạn không có bất kỳ những cái kiến thức gì về những cái môn còn lại? Mình không tin điều đó đâu mọi người. Ít nhất các bạn vẫn biết một số gì đó về cái những cái bộ môn các bạn không giỏi. Các bạn vẫn trả lời được đâu đó dăm ba câu và còn lại là lụi. Và khi lụi chẳng lẽ các bạn không dính câu nào? Lụi mười mấy, hai chục câu mà không dính câu nào? No. Theo mình biết là xác suất chính là 25%. Thì cho lắm là xui tận mạng vẫn dính được 12,5% đi. Vậy có nghĩa là có sẵn 90 câu trong tầm tay. Và các bạn làm được dăm ba câu của những cái môn mà các bạn không biết và thêm dăm ba câu lụi đúng nữa, có phải là gần 100 câu rồi không mọi người? Hoặc có thể hơn cả 100 câu nữa. Có nghĩa là dao động ít nhất là từ 900 đến 1000 điểm. Wow, đã chưa? Những cái điều mình chia sẻ dưới đây hoàn toàn là sự thật nha mọi người. Mình chỉ ôn những môn lúc mà mình thi á, là mình chỉ có một tuần để ôn thi thôi. Thì mình chỉ ôn những cái môn mà ưu tiên từ số 4 đổ lên thôi. Có nghĩa là 90 câu, mình chỉ ôn đúng 90 câu đó thôi và mình lùi hoàn toàn những cái câu còn lại. Và đó cũng là lý do tại sao mình chỉ đạt được có 924 điểm thôi. Nếu các bạn có thời gian hơn, các bạn hãy đầu tư hơn vào những môn ưu tiên từ số 5 trở xuống nhé. Kể cả những môn mà bạn không thích nữa. Bởi vì bạn biết được bao nhiêu thì lợi bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên mình phải nhấn mạnh là không nên mất thời gian vào những cái môn mà các bạn không thích và không giỏi về nó. Thay vào đó, các bạn hãy đầu tư thời gian vào những cái môn mà bạn chắc chắn lấy điểm, những cái môn ưu tiên từ số 4 trở lên, những cái môn đó là các bạn bắt buộc phải lấy điểm và phải lấy làm sao đó cho nó trọn vẹn nhất có thể. Mình có một nhắn nhủ nho nhỏ, đó chính là khi mà các bạn ôn thi với tất cả các môn luôn nha, khi các bạn ôn thi thì các bạn nên ôn hết chương trình lớp 12. Mặc dù các bạn có thi đợt 1 đi chăng nữa, mới đầu học kỳ 2 của lớp 12 thôi, nhưng cái nội dung ra thi là nguyên một chương trình lớp 12. Các bạn hãy chú ý điều này, ôn hết cái chương trình lớp 12. Nếu được, các bạn hãy ôn thêm chương trình lớp 11 và lớp 10 nữa nhé. Điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ với các bạn đó chính là mặc dù có ôn như thế nào đi nữa thì các bạn cũng nên tham khảo cái đề thi mẫu, cũng nên lấy ra làm thử một lần cho biết cái dạng bài nó như thế nào. Và từ đó các bạn nghĩ ra được cho mình một chiến thuật riêng, một chiến thuật làm bài cũng như là một chiến thuật ôn thi riêng cho mình. Ở trên chỉ là những cái chiến thuật, những kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong thời gian mình ôn thi đánh giá năng lực thôi. Mỗi người sẽ có một chiến thuật riêng khác nhau. Nhưng mà hy vọng các bạn có thể tham khảo được phần nào cái chiến thuật ôn thi của mình. Nói chung cái mấu chốt ở đây là các bạn vẫn phải tự mình làm đề thi thử để rút ra kinh nghiệm bản thân cũng như là chiến thuật riêng cho bản thân mình. Yeah, tới phần bonus tip rồi đây mọi người. Tới phần bonus tip rồi đây. Cái tip này đó chính là nếu mà các bạn bị quá tải trong quá trình ôn thi
và mình khá là chắc chắn luôn. Rất là nhiều bạn bị quá tải trong lúc ôn thi đánh giá năng lực. Tại vì đánh giá năng lực mình phải thi đến 8 môn lận mọi người. Không phải là thi một môn đơn thuần đâu mà thi tới 8 môn. Nên các bạn rất là dễ bị căng thẳng và bị quá tải. Thì giải pháp cho cái việc này đó chính là các bạn hãy ngưng ôn những cái môn mà các bạn không giỏi đi. Những cái môn mà các bạn không giỏi thì các bạn hãy ngưng ôn đi. Không đã đụng gì đến nó nữa hết. Và các bạn hãy tập trung ôn những cái môn mà các bạn thích, những cái môn mà giỏi và những cái môn ưu tiên số thứ tự cao. Có lẽ đây không phải là một cái cách gì đó để có thể làm bạn xả stress ngay lập tức đâu. Tuy nhiên, cái cách này lại có tác dụng là giúp bạn bớt stress. Cái cách này chỉ có tác dụng là giúp các bạn bớt stress thôi nha. Nếu mà các bạn bị kiểu giống như là bị bội thực kiến thức vì quá nhiều môn thì các bạn hãy làm như mình nói. Bỏ những cái môn mà các bạn xác định phải lụi đi. Các bạn chỉ chú tâm vô những cái môn các bạn cần phải lấy điểm thôi. Đó là bí quyết tại sao mình đạt được 900 cộng trong khoảng thời gian rất là ngắn. Mình không có nhiều thời gian để ôn tất cả mọi môn. Mình chỉ ôn những môn mình xác định lấy điểm. Cụ thể môn toán, môn tiếng Anh, môn văn. Yeah, nếu được thì môn địa lý này nhé. Bây giờ thì các bạn đã biết là mình cần phải học như thế nào rồi đúng không nào? Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và làm bài điểm cao. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Các bạn là động lực duy nhất để mình tiếp tục ra video thú vị hàng tuần đấy. À, mình đã ra một series chiến thuật làm bài 900 cộng. Nếu các bạn nào hứng thú thì hãy check ngay nhé. Mình để tất cả các link ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.